Cô nương, yên chi, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Bệ hạ đêm qua say rượu, nhận nhầm nô tỳ là phu nhân. Cô nương, nô tỳ thật không thể dùng ra được. Nô tỳ thật không dùng ra được. Cô nương thứ tội, nô tỳ thật sự không muốn đâu. Cô nương thứ tội. Nô tỳ thật sự không muốn, cô nương tha tội. Cô nương tha tội. Lệ Hoa, ai đang hét ầm lên bên ngoài kia thế? Lệ Hoa, đang sao vậy? Nói cho trẫm biết, người đừng đụng vào thiếp. Lệ Hoa, cô nương quý nhân. Lệ Hoa, xem cơ hội mà hành sự. Lệ Hoa. Quý nhân đến phủ Ninh Bình công chúa, muộn mới về, dặn nếu bệ hạ đến thì đợi ở đây một lát. Được rồi, trẫm sẽ đợi ở đây. Bệ hạ, xin nếm thử ly rượu thuốc này trước. Rượu này thơm thật đấy. Là của âm gia gửi đến ạ. Cô nương lúc trẻ thích uống nhất đấy ạ. Là loại rượu có thể bồi bổ lưu thông máu. Rượu mà Lệ Hoa thích uống nhất, trẫm phải nếm thử xem. Không tệ, giúp trẫm rót thêm. Đúng rồi, Yên Chi. Ngươi kể cho trẫm nghe, Lệ Hoa lúc nhỏ thích làm những gì? Cô nương lúc trẻ thích múa đao nghịch kiếm, tính tình cởi mở. Thật ra rượu này là do Đặng Vũ Đặng công tử dựa theo cách cổ xưa đặc biệt ủ riêng cho cô nương. Bệ hạ, nô tỳ lắm lời. Không sao, đều đã là chuyện quá khứ rồi. Người đứng dậy đi. Bệ hạ, nô tỳ vừa mới vào cung, không hiểu quy tắc. Không sao. Người giúp trẫm đèn sáng lên chút. Rõ. Cô nương, Yên Chi, em làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Bệ hạ đêm qua say rượu, nhận nhầm nô tỳ là phu nhân. Cô nương, nô tỳ thật không thể dùng ra được. Nô tỳ thật
không dùng ra được. Cô nương thứ tội, nô tỳ thật sự không muốn đâu. Cô nương thứ tội. Nô tỳ thật sự không muốn, cô nương tha tội. Cô nương tha tội. Lệ Hoa, ai đang hét ầm lên bên ngoài kia thế? Lệ Hoa, đang sao vậy? Nói cho Trẫm biết, người đừng đụng vào thiếp. Lệ Hoa, Lệ Hoa, cô nương quý nhân. Lệ Hoa. Xem cơ hội mà hành sự. Lệ Hoa. 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 Đừng đi. Tam ca, chúng ta không thể quay về năm đó nữa rồi. Buông tay đi. Không phải như vậy đâu. Nàng nghe ta giải thích, thiếp chính mắt nhìn thấy, người còn giải thích gì nữa? Thiếp tin Chu Hữu, tin đại tỷ, tin tỷ phu. Vậy đến Lạc Dương, người là do thân bất do kỷ. Nhưng người lại có thể cùng với Yên Chi, ta ta không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Lệ Hoa, ta xin nàng đừng rời xa ta. Nếu như nàng không tin ta thì bây giờ có thể giết ta. Thiếp sẽ không giết người. Người là đế vương, là lưu tú của thiên hạ. Thiếp hận không thể giết chính bản thân mình. Dừng tay. Lệ Hoa, nàng không thể là bị thương. Nàng đừng có làm như vậy. Tránh ra, nếu không thiếp sẽ chết trước mặt người. Tránh ra. Ta tránh. Tất cả lui xuống. Đều lui xuống. Lệ Hoa, Lệ Hoa, cheers.
Nói đi, có tin xấu gì? Bệ hạ, Đặng Vũ thất bại Tây Chiến, khốn đốn vì quân Xích Mi, Bắc Hiên Ngư Dương, Bắc Hiên Ngư Dương bành sủng phản loạn. Phái binh chưa? Phái ai đi tiêu diệt bành sủng? Bệ hạ, không chỉ như vậy, đông biên Lưu Viễn, Bộc Dương năm cánh quân làm loạn, gây nguy hiểm cho Lạc Dương. Lại là bốn tuyến đồng thời tác chiến. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, người lấy thiên hạ làm trọng, bảo trọng long thể, đúng đó. Bệ hạ, việc này âm Lệ Hoa lần này sẽ không quay lại đâu. Nghe nói là hôm nay bệ hạ còn đuổi theo, vậy thì thế nào? Hứa Yên Chi là người cô ta đích thân dẫn vào cung, lẽ nào cô ta còn mặt mũi quay về sao? Ta nói với con bao nhiêu lần rồi, vị trí hoàng hậu này nhất định là của quá gia, con chuẩn bị làm hoàng hậu đi. Con lại làm sao thế? Mẫu thân, con lo ngộ nhỡ Hứa Yên Chi, cô ta bán đứng chúng ta để bệ hạ biết được, vậy thì cô ta không dám đâu. Nếu bệ hạ biết được, người chết đầu tiên là cô ta. Dù sao thì bệ hạ cũng sẽ không lâm hạnh cô ta, chúng ta kéo dài vài năm sau đó đem cô ta. Bây giờ âm Lệ qua đi rồi, cơ hội của con đến rồi, con mau đi ổn định Lưu Tú đi, nghe rõ chưa? Danh Thúc ca ca, nếu huynh làm thiên tử, vậy muội nguyện ý làm hoàng hậu. Người là hoàng đế, là Lưu Tú của người trong thiên hạ, ta hận không thể giết bản thân mình. Dừng tay, tránh ra, Lệ Hoa. Bệ hạ đừng buồn. Nếu âm tỷ tỷ đã đi rồi, âm tỷ tỷ có tốt thu nhận Hứa Yên Chi, nhưng cô ta lại câu dẫn bệ hạ, thật sự là không nên. Thiếp đã cho cô ta lui về Dịch Đình, đợi bệ hạ ra lệnh. Đợi Lệ Hoa về rồi xử lý sau.
Tỷ tỷ rốt cuộc đi đâu rồi? Sao lại không nói câu nào đã đi vậy? Là lỗi của nô tỳ, xin công tử trách phạt. Đại công tử phải xuất quân đi chinh chiến trấn thủ ở Hàm Cốc Quan, công tử lại tiễn Cảnh Thuần đến Đông Đô, không ngờ Lưu Tú rốt cuộc sao lại để ý Hứa Yên Chi chứ? Lẽ nào quá gia dám hạ dược vào rượu của bệ hạ? Không phải trong rượu, bọn họ cho mê hương vào trong đèn. Tình khốn Lưu Tú. Thôi bỏ đi, dù sao thì âm gia của chúng ta vốn không cần vị trí này. Chỉ là tỷ tỷ cũng không biết đi đâu rồi. Phái người đi tìm đi. Phải tìm được tỷ ấy, bây giờ ở bên ngoài hỗn loạn như vậy. Ngư Dương cách Lạc Dương mấy ngàn dặm, tin tức Bành Sủng làm loạn vẫn chưa truyền đến Trung Nguyên. Vì vậy trước mắt quan trọng nhất là ổn định lòng quân xung quanh Lạc Dương. Chỉ cần phía Tây có thể cầm chân được Xích Mi, mọi thứ khác sẽ dễ dàng hơn. Như vậy đi, Đặng Long, ngươi giúp Chu Phù đi thảo phạt Bành Sủng. Sau khi đến đó đừng vội thảo chiến, quan sát tình hình, trẫm sẽ đích thân cùng với Ngô Hán Cảnh Yểm đến Bọc Dương, dẹp loạn quân Ngũ Hiệu, tấn công Lưu Dĩnh, bình định Bọc Dương. Bành Sủng không có ai hô hứng, chắc chắn sẽ do dự các người mượn thời cơ này quyết chiến với Bành Sủng. Còn phía tây của Đặng Vũ có Phùng Dĩ để ý, chắc có thể kéo dài được hơn một tiếng. Đợi Bọc Dương ổn định, phái binh lực đến chi viện phía tây. Bệ hạ, nếu ngự giá thân chinh là việc phải làm, thần cũng không dám ngăn. Nhưng nếu bệ hạ muốn ngự giá thân chinh theo tiên pháp tổ tông, vẫn nên sớm lập thái tử. Này Lưu Trực, bốn phía đang hỗn loạn, còn có thời gian rảnh để lo việc nhà bệ hạ sao? Đừng coi đây một khu chân múa tay nữa. Mã tướng quân vì huấn tiên tổ, phàm là thiên tử ngự giá thân chinh phải lập thái tử trước. Mã Vũ, chuyện này ngài không hiểu, chuyện nhà bệ hạ cũng là chuyện quốc sự. Khắp nơi tác chiến là đúng, nhưng mà chuyện triều đình vẫn chưa ổn định, bệ hạ vẫn chưa lập hậu. Như vậy ra ngoài thân chinh, bách tính thiên hạ sao yên lòng được? Bệ hạ, Lưu đại nhân và Ngô tướng quân nói có lý, xin bệ hạ suy nghĩ lại. Xin bệ hạ suy nghĩ lại. Bệ hạ, Quá thị đã có hai hoàng tử với hoàng thượng, thân phận tôn quý, hiền đức đoan trang, có thể coi là mẫu nghi, xin bệ hạ sớm quyết định. Bệ hạ, mặt tướng có một câu người không thích nghe, cục thế hiện nay đã không thể kéo dài thêm nữa rồi, chiến trận đang cấp bách, nhưng triều đình lại cứ kéo dài mãi, không có hành động để cho bốn quân làm loạn. Nếu như không sớm đưa ra quyết định, những cố gắng mà chúng ta làm trước đó sẽ đổ sông đổ biển hết đó, bệ hạ. Ngô Hán, ngài nói mấy lời xui xẻo gì vậy? Ngài tự nghĩ đi, từ khi bệ hạ đăng cơ cho đến nay, đã từng gặp chuyện thế này chưa? Ở Tây Tuyến, Đặng Vũ, Phùng Dĩ vẫn chưa xử lý Xích Mi quân, Ngư Dương và Bọc Dương lại làm phản. Nếu không kịp thời trấn án, bình định Hà Nội, e là họ sẽ lại đánh vào Lạc Dương nữa. Được rồi, đừng nói nữa. Trong lòng trẫm hiểu rõ. Trước khi trẫm xuất chinh, tự khắc sẽ có một lời bàn giao với chúng ái khanh. Ta biết cả rồi. Tỷ phu, ta cũng đã bất đắc dĩ thôi. Lúc nàng đi, thanh kiếm ấy đặt trên cổ nàng, máu chảy ra. Nàng còn nói, thiếp biết người là thiên tử của Đại Hán. Thiếp biết người là Lưu Tú của người trong thiên hạ. Văn Thúc, Lệ Qua cũng biết đệ là Lưu Tú của người trong thiên hạ. Tam ca, huynh về rồi.
thật tốt quá đi. Lệ Hoa, Tam ca, đời này có nàng ở bên không rời xa, tôi có chết cũng không hối tiếc. Chàng sống, ta sống. Nàng chết, ta cùng chết. Văn Thúc, đệ phải nghĩ cho kỹ, lúc đầu tại sao đệ lại phải cứ quá sang đông? Con đường này đã không còn lối về nữa rồi. Ta biết, thứ Lệ Hoa cần luôn là sự thái bình của thiên hạ này và bách tính được an cư lạc nghiệp. Trước tiên, đệ phải là một hoàng đế tốt, rồi sau đó mới là lưu tú của muội ấy. Bái. Vạn tuế, bái tiếp. Vạn tuế, tam bái. Vạn vạn tuế. Lệ Hoa, bẩm đệ hạ, tỷ tỷ không hề về An gia. Mặt tướng cũng đang muốn hỏi những ngày này rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì. Lệ Hoa không hề về nhà. Thần vẫn còn một chuyện, nếu bệ hạ đã lập hậu, thần cũng xin từ quan về nhà, mong bệ hạ ân chuẩn. Khanh muốn hồi hương, trẫm cũng không cản, nhưng chức thị lang thì không được bỏ. Bệ hạ, thần có ở lại trong cung chỉ sợ đặt đừng nói nữa. Trẫm sắp phải thân chinh Bộc Dương, tạm thời không có thời gian đi tìm Lệ Hoa. Làm phiền người nhà âm gia chuyển lời thay, trẫm sẽ không buông tay đâu. Cho dù nàng ấy có đi đến cùng trời góc bể, trẫm cũng sẽ tìm được nàng ấy về. Phụng Nhi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Quả thật là vô lý mà. Tỷ tỷ, sau khi đệ nghe nói quá thị được phong hậu, đệ thực sự muốn đến Lạc Dương để tìm Lưu Tú. Đệ tìm chàng thì có ích gì? Đệ còn đang nghĩ với tính cách của tỷ tỷ thì nên về Tân Giả chứ. Ta làm gì còn mặt mũi mà về âm gia? Không về âm gia cũng được, tỷ tỷ cứ đợi ở đây đi. Tên khốn Lưu Tú này, đồ bạc tình bạc nghĩa, uống cho tiểu thúc thúc của đệ vẫn đang ở Tây Chiến đánh trận cho hắn. Không được đâu, đệ phải báo tiểu thúc thúc điều binh về bao vây Lạc Dương xem thử rốt cuộc đám người qua cầu rút gián đó làm sao. Đệ điên rồi, mấy lời thế này có thể nói bừa được hả? Ta cảnh cáo đệ, ra ngoài thì đừng có nói như thế. Đệ đừng tức giận nữa, khó khăn lắm ta mới nghĩ thông suốt. Trước đó quay lại Lạc Dương vì không thể cắt đứt được, giờ thì tốt rồi. Người khác nói thế nào là
đi hay ở đều không liên quan đến chúng ta. Nhưng mà trong triều đình các bè phái đấu đá nhau thế thì đúng lúc cắt đứt hoàn toàn luôn. Tỷ tỷ, vậy tiếp theo tỷ định làm như thế nào đây? Trước đó Lưu Tú cũng đã nói rồi, cho dù có đi ăn xin cũng sẽ đưa ta đi cùng. Bây giờ đã chẳng còn đưa ta theo nữa. Tỷ tỷ chỉ có thể tự đi xin cơm thôi. Xin cơm cái gì? Tỷ tỷ, tỷ không coi đệ là em trai nữa đấy hả? Thì ta đến nương nhờ đệ đây còn gì? Nếu không phải đệ bắt gặp tỷ tỷ thì còn không biết tỷ định chạy đi đâu nữa. Ta biết Phụng Nhiên nhất định sẽ thu nhận tỷ tỷ thôi mà. Tỷ tỷ, tỷ hãy cứ yên tâm ở lại Dục Dương đi, chỉ cần có đệ thì sẽ không sao đâu. Tỷ tỷ, hay là đợi khi nào tiểu sư thúc về, tỷ hãy bỏ Lưu Tú đi, đi theo tiểu sư thúc của đệ cũng tốt mà. Đừng nói linh tinh nữa, người phụ nữ do thiên tử vứt đi, ai mà dám nhận? Là tỷ bỏ thiên tử, đâu có phải là thiên tử bỏ tỷ đâu. Với lại tiểu sư thúc của đệ thích tỷ, thúc ấy chẳng thèm sợ Lưu Tú đâu. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Ta hứa với đệ sẽ ở tạm chỗ đệ một thời gian. Trước mắt mọi chuyện trong hậu cung vẫn đang bình thường. Trên triều đường, bệ hạ nói với triều thần, âm quý nhân tính tình ôn nhu rộng lượng, lấy lý do không có con nói giỏi, nhưng ngôi hoàng hậu lại cho quá sang đồng. Con nghĩ bệ hạ vẫn đang đợi tỷ tỷ về. Tỷ tỷ con tính tình cứng rắn, không ai thuyết phục được nó đâu. Bệ hạ phán này cũng thật là quá đáng, bảo tỷ tỷ làm sao chấp nhận được. Hưng Nhi, sao lại có thể tức giận thiên tử được chứ? Hơn nữa tình cảm của người với tỷ tỷ của con cũng đã biết cả rồi. Hôm đó Phụng Nhi gửi thư đến là ta đã biết có chuyện không ổn rồi. Đặng Phụng gửi thư nói những gì vậy? Nói tỷ tỷ con sẽ đến chỗ nó vài ngày. Tạ ơn trời đất, tỷ tỷ này của con đúng là lúc nào cũng để người ta lo. Mẹ à, giờ con sẽ đi đón tỷ tỷ về. Không cần đâu, nó sẽ không về đâu. Nó sợ Lưu Tú sẽ đến Nam Gia triệu nó về. Tỷ tỷ là vì không muốn cho Âm gia của chúng ta khó xử. Mẹ cứ để cho tỷ ấy ở tạm Đặng gia đi, đợi khi nào tâm trạng tỷ ấy bình ổn lại rồi tính. Tỷ tỷ, sao vậy? Tỷ tỷ, không phải là tỷ tinh thông binh pháp sao? Tỷ đến giúp cho đệ, đệ đã sắp không trở tay kịp rồi. Đó là lúc trước. Đệ xem cái bộ dạng ta bây giờ, đến cả đi lại cũng khó khăn, làm sao mà ta giúp được đệ? Tỷ là âm kích tướng quân tiếng tâm lừng lẫy, tỷ cứ đến đi, đến xem giúp đệ có được không? Tỷ tỷ, Bộc Dân ở Đông Tuyến đang bạo loạn, bây giờ cả Lạc Dương này đều đang rối tung lên, cũng không ai có để tâm đến Nam Dương quận nữa. Bên ngoài loạn như vậy, Nam Dương lại không yên ổn. Để muốn luyện binh, dân, tỷ tỷ, tỷ có còn nhớ cụ tướng Canh Thủy Đồng Hân, người Đỗ Dương không? Ừ, hắn ta đem theo thủ hạ của mình chạy trốn ở gần Nam Dương quận, còn tụ tập không ít giặc khấu. Để muốn rèn luyện một đội ngũ riêng cho mình, như vậy sẽ giúp đệ cho việc tự vệ. Đệ muốn tìm cho ta một chút việc để làm có đúng không? Ai bảo thế? Có đại tướng quân như là tỷ tỷ giúp đệ luyện binh thì đội ngũ này của đệ sẽ là đội quân tinh nhuệ khắp thiên hạ đấy. Hiện giờ cô nương đã ở Dục Dương giúp Đặng công tử luyện binh, vậy nô tỳ cũng nên qua đó. Tỷ tỷ đang ở Dục Dương yên lành, nàng theo đến đó để làm gì? Công tử, sức khỏe của cô nương vốn đã không tốt, bây giờ lại lao lực ở Dục Dương, nô tỳ vốn nên qua đó chăm sóc mà. Trước đó ở Lạc Dương chăm sóc không chu đáo cũng là sự thất trách của nô tỳ. Dục Dương và hoàng cung sao có thể giống nhau được chứ? Huống chi có Đặng Phụng chăm lo rồi. Lần này tỷ đến đó, nhiều khả năng là Dục Dương phải nghe theo tỷ tỷ ấy chứ. Ở bên cạnh tỷ ấy cũng sẽ không thiếu người đâu. Nhưng mà nô tỳ hổ phách, chuyện ở Lạc Dương trước đó
đó không phải tại nàng. Khó khăn lắm mới được bình yên. Sao nàng vẫn muốn bôn ba khắp nơi thế? Nàng cũng nên nghĩ về chuyện chúng ta rồi. Công tử, nô tỳ xin cáo lui trước. Hổ phách, lần nào nàng cũng như vậy. Cứ mỗi khi nói chuyện nghiêm chỉnh là nàng lại giả ngốc. Vậy công tử muốn nói gì? Nàng lại đây. Lại đây thêm một chút. Ta đâu có ăn thịt nàng. Nàng cũng nên nghĩ về chuyện của chúng ta rồi. Nô tỳ. Mẹ. Phu nhân. Nô tỳ xin cáo lui trước. Sao mẹ lại đến đây? Hai người đang nói chuyện gì thế? Cũng không có gì, chỉ là nói chuyện với nhau một chút thôi. Hân Nhi này, mẹ biết tâm ý của con. Nếu như con muốn Hổ Phách hầu hạ con, thì con phải thành hôn với một người trước, để lúc đó để cô ấy làm thiếp hầu hạ con. Mẹ à, con không thể bắt Hổ Phách thiệt thòi. Con không muốn để cho cô ấy làm thiếp. Cô ấy là nô tỳ. Mẹ, đã bao nhiêu năm rồi, con chưa bao giờ coi Hổ Phách là nô tỳ hết. Sao con cũng giống Lệ Qua, chuyện gì cũng nói không thông thế? Mẹ đừng giận nữa, con cũng không nhỏ nữa rồi. Chuyện này không thể nào kéo dài được thêm nữa. Đặng gia đã chuẩn bị hôn sự cho Phụng Nhi rồi. Con cũng mau đến nước đi. Đến lúc đó cả hai con đều tổ chức hôn sự cho mình đi. Được rồi, giải tán. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại. Mới chỉ có 2 tháng mà sức chiến đấu của binh lính tứ đệ Đặng gia ta đã tiến bộ thần tốc rồi. Đánh trận quan trọng nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa và sự chỉ huy, do rất nhiều nhân tố tạo thành. Lúc thật sự bước lên chiến trường tuyệt đối không thể lơ là giây lát. Phải đấy, nghe nói là bệ hạ của chúng ta mấy bữa trước đã mượn một trận hồng thủy ở sông Hoàng Hà đại phá quân địch, 5 vạn người đầu hàng. Bệ hạ thân chinh thắng trận à? Triều đình có nhiều người như thế, mọi người cùng xong trận, mỗi người một bãi nước bọt là đủ dìm chết chúng rồi. Tình hình ở Lạc Dương như thế nào rồi? Bệ hạ rất thuận lợi, nhưng Đặng Vũ đại tướng quân của nhà chúng ta nghe nói đã bị bại trận ở Trường An thành. Đừng nói láo, tiểu sư thúc ta lợi hại như vậy làm sao mà thua được? Nhất định là giả thua. Đừng có suốt ngày nghe gió thổi mà tưởng mưa rơi như thế. Chiến sự ở đây chỉ vừa mới bình ổn, Tây Tuyến đã lại nguy kịch rồi. Chẳng phải Phùng Dị đã đến đó rồi sao? Bức thư này chính là do Phùng Dị gửi đến. Đến cả hắn cũng đã không trụ nổi nữa rồi. Có thể thấy chiến sự vô cùng nguy hiểm. Các quân đệ vẫn phải vất vả thêm một thời gian nữa rồi. Bệ hạ, nhận được tin báo của Lạc Dương, Đổng Hân của Nam Dương giấy binh tạo phản. Cái gì? Biển Thành Vi cấp xin bệ hạ cấp tốc phái binh chi viện. Không xong rồi, Nam Dương quận còn có không ít tông thân của chúng ta. Bệ hạ, thần nguyện lòng giải mối lo cho bệ hạ đến Nam Dương bình phản. Bệ hạ, tình hình chiến sự ở Tây Tuyến không thể chậm trễ thêm một chút nữa. Binh lực của Đổng Hân không nhiều, thần chỉ cần đem theo một đội binh mã đến đó là có thể nhanh chóng bình định. Cũng được, Khanh cũng là người Nam Dương, quen thuộc tình hình ở nơi đó. Khanh hãy đi bình định mối loạn Đổng Hân. Nhớ kỹ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vâng. Những người còn lại theo ta đến Tây Tuyến chi viện cho Đặng Vũ. Sáng sớm ngày mai dỡ trại khởi hành. Rõ. Bây giờ Lưu Tú đã đang đi chiến đấu ở nhiều chiến tuyến, tên Đổng Hân này còn đến gây rối. Tỷ tỷ, tỷ đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Lo cho Lưu Tú nhiều thế mà làm gì? Tỷ nghĩ xem, Nam Dương có nhiều tông thân như thế, Lưu Tú chuyện khác có thể không màng. Nam Dương hắn không thể không lo được. Để đoán, chắc là mấy ngày nữa là hắn sẽ phái người đến Nam Dương. Tỷ tỷ hãy yên tâm đi, chỉ chút năng lực đó của Đổng Hân, hắn không dám đến Dục Dương của chúng ta đâu. Lưu gia, Đặng gia có không ít người ở Nam Dương. Đổng Hân giấy binh tạo phản chỉ nhắm vào triều đình, hắn sẽ không làm khó người dân đâu. Tỷ tỷ, nếu tỷ mà không yên tâm,
Để đưa tỷ đi ra ngoài dạo quanh. Không đi, không có tâm trạng. Tỷ tỷ, ở bên ngoài Dục Dương Thành có một cái Lý gia thôn. Để đệ đưa tỷ đến đó nhé. Để nhân tiện giới thiệu một người với tỷ luôn. Ai thế? Tỷ đi là sẽ biết thôi. Rốt cuộc là ai? Tỷ tỷ, tỷ quên rồi à? Phụng Nhi từ năm ngoái đã bước qua tuổi trưởng thành rồi. Đệ đính hôn rồi à? Chúc mừng đệ. Nên đệ muốn đưa tỷ tỷ qua đó xem mặt trước. Phụng Nhi của chúng ta đã thành gia thất rồi. Đi, đưa ta đi xem mặt em dâu. Dân. Không ngờ đến đệ cũng có người thích rồi. Tỷ tỷ nói gì vậy? Cái gì mà ngay cả đệ cũng có người thích chứ? Ta nói cho đệ biết, không được bắt nạt người ta có biết không? Sao có thể chứ? Là Niệm Nhi bắt nạt đệ mới đúng đó. Cô ấy không giống với nữ tử bình thường. Cô ấy giống hệt tỷ tỷ. Cái gì mà không giống nữ tử bình thường mà giống ta hả? Ta không bình thường thế ư? Cô ta tính cách rất tốt, không mè nheo nhõng nhẽo, giống hệt với tính cách của tỷ tỷ. Trước đây đệ hay nói chuyện của tỷ với cô ấy, thế nên cô ấy hay luyện kiếm, đọc binh thư gì đó. Luyện kiếm làm gì chứ? Sau này ngày nào cũng tỉ võ với đệ à? Cô ấy có luyện kiếm giỏi hơn nữa cũng đâu phải là đối thủ của đệ. Sau này hai người có thể mở một quán ưu thê, một người thủ thành, một người luyện binh, rất tốt mà. Đợi gặp cô ấy tỉ sẽ biết, chắc chắn là cô ấy sẽ thích tỉ. Người đâu? Đến phía trước xem có chuyện gì cho ta. Dân. Báo. Có chuyện gì vậy? Là phản quân làm loạn hay là Hán quân đang đánh nhau với ai? Ở phía trước Hán quân qua biên giới đốt phá cướp bóc. Niệm Nhi, Niệm Nhi, nàng làm sao vậy? Niệm Nhi, Niệm Nhi, có chuyện gì vậy? Là ai làm? Là ai giết cô ấy? Ta phải giết hắn. Triều đình phái ngô hán đến tiêu diệt thổ phỉ. Nói cái gì mà Nam Dương dân chúng bạo loạn khó mà thu phục, tiến đánh Uyển Thành. Nhưng hắn mặc cho thuộc hạ đốt phá, cướp bóc ở Nam Dương quận. Ngô Hán, nhưng mọi người không phải bạo dân. Tại sao hắn lại làm như vậy? Bọn chúng là một đám súc sinh, đến chó lợn cũng không bằng. Còn ngươi nữa, còn ngươi nữa. Tại ngươi dạy Niệm Nhi luyện võ, nói gì cứu nữ tử trong thôn, mới bị Hán quân giết chết. Ngươi trả con gái lại cho ta. Trả con gái lại cho ta. Con gái của ta. Con gái của ta. Ngô Hán, Ngô Hán, ta phải giết ngươi. Phụng Nhi. Bá phụ. Bá phụ. Cô nương, cô tỉnh rồi. Cô nương tỉnh rồi, cẩn thận. Hậu phách, xem lại đến đây. Ngô Hán tướng quân lần này gây quả lớn rồi, khiến cho Nam Dương quận đại loạn. Dân chúng ở Dục Dương và các nơi khác đang chạy trốn về phía Nam, sợ bị quân đội đồ sát. Công tử sợ cô gặp nguy hiểm nên phái nô tỳ đến đây. Nhà họ Lý thì sao? Cha của cô nương Lý Niệm đã chết rồi.
Vậy Phụng Di thì sao? Đặng công tử nói sẽ sớm trở về. Không đúng, nó đi đâu rồi? Đặng công tử, mau nói đi. Đặng công tử tập hợp con em và môn khách nhà họ Đặng và tướng sĩ thủ quân xung quanh Nam Dương, tất cả vài ngàn người đã đi đến quân danh của Ngô Hán rồi. Nó làm như vậy là tạo phản, phải ngăn nó lại. Cô nương hãy bình tĩnh, cơ thể của cô mới khôi phục đã không kịp rồi. Cô hôn mê đã 2 ngày 2 đêm rồi. Đặng Phụng, tộc Phụng mệnh bệ hạ đến đây. Cử người đi nói với hắn, trận đã đánh xong rồi. Bảo hắn từ đâu thì về nơi đó. Dân Ngô tướng quân mời Đặng tướng quân. Đặng Phụng, người điên rồi. Ngô Hán, ta phải báo mối huyết hải thâm thù cho hương thân phụ lão ở Nam Dương. Rút! Đặng Phụng tạo phản rồi. Sau khi Đặng Phụng đánh bại đại tư mã Ngô Hán, lập tức có thể ổn định thế lực, có được sự ủng hộ của bách tính Nam Dương. Bây giờ thế lực phản loạn ở Nam Dương, Diêm Sầm, Đồng Hy, Tần Phong đều đã gia nhập quân đội của hắn, thành thế như mặt trời lúc ban trưa. Vậy Ngô Hán đâu? Ngô Hán đã bị thương, đã trốn đi hội hợp với Cái Viên. Đều là lỗi của Trẫm. Trẫm không nên để cho Ngô Hán đi. Bệ hạ, việc đến nước này, người phải nghĩ cách nhanh chóng ổn định Nam Dương. Đến chỗ Giả Phúc, bảo hắn điều binh đến, phải nhanh chóng bình định phản loạn ở Nam Dương. Nhớ kỹ, thủ đoạn chỉ được mềm không được cứng. Dân. Đệ có biết đệ đang làm gì không? Đệ đang làm phản đó. Đệ biết. Ngô Hán giết nhiều người như vậy, đệ sẽ không tha cho hắn đâu. Bây giờ đệ đã đuổi hắn ra khỏi Nam Dương rồi, nhưng cho dù đuổi đến chân trời góc bể, đệ cũng phải giết hắn. Đệ phải khiến cho nợ máu phải trả bằng máu. Không phải hắn tự xưng bó thiết kỵ U Châu, kiêu dũng thiện chiến sao? Được, vậy đệ nói cho hắn biết, tướng sĩ Nam Dương cũng không hề sợ chết. Đệ phải bảo vệ hương thân phụ lão của mình, đừng hòng giết hương thân phụ lão của đệ. Đệ không thể bình tĩnh lại sao? Tỷ tỷ, hắn giết chết niệm di của đệ rồi. Tỷ bảo đệ bình tĩnh như thế nào đây? Đệ phải báo thù. Đệ phải báo thù. Không phải bọn chúng đến bình định phản loạn sao? Vậy thì đệ sẽ liên thủ với Đổng Nghi. Phụng Nhi, sao đệ có thể cùng một ruột với phản tặc được? Tỷ tỷ, tỷ nhìn đệ xem. Nhìn Phụng Nhi đứng trước mặt tỷ xem, đệ bây giờ không phải là phản tặc chống lại bệ hạ sao? Đệ là nghịch tặc, nhưng đệ không có tội. Người có tội là Ngô Hán và Lưu Tú đã phái hắn đến đây. Tỷ tỷ, năm đó là tỷ nói với đệ, bảo đệ đi theo Lưu Tú, nói hắn có thể bình định loạn thế, tạo phúc cho bách tính trong thiên hạ. Nhưng giờ thì sao? Hả? Kết quả thì sao? Đến quê hương của mình đệ cũng không bảo vệ được, để cho con hắn mặc sức đốt phá giết chóc ở quê hương của mình. Chúng ta còn mặt mũi nào mà đứng ở quê hương, đứng trong trời đất này nữa? Phụng Nhi,